Rồi test nhẹ cho anh em tham khảo bài năm tư nha. Đó, bài em làm đó thì bài năm tư nha. Đó, bao lực cho anh em, xe đẹp máy êm ha. Giới thiệu với anh em rim bài 54 Touring nha. Con này thì em dọn kiểu bên ngoài ha, gắn lên mâm rider, mâm Rockin' Boy 2 đĩa nha, 5 cây ha. Đó. À, em dọn sơ dàn kiểm bên ngoài nha. Riêng phần máy thì em làm là cái máy 54 Touring nha. À, full đồ Thái luôn. Con này thì đi có mình đồ zin nha. Đó. Đầu OT số nè. Cái đầu thì em làm chủ xe combo full đi lại là chủ xe là chảo 54, sắp lớn 2428 nha. Đó, lòng em đi là lòng trái 54 trái đi trái Thái em xe luôn. Đó, canh nén Touring nha. Phần cái dàn máy thì em thay chủ xe combo full là đi zin lớn nè. Quên mất rồi, thay lốc mình phải lốc rồi xe cho mát máy nha. Dàn nồi thì em làm có nồi Thái không đi nó có nồi dán nữa. Em thay nguyên là bộ chuông nè. À, bố ba càng nè, phần cái nồi sau đi cập nhâm nồi, bốn bố ba sắt và bốn son nồi đi full Thái nha. À, mô bên sườn MSD đồ chơi nha. Con này thì em đi là bình 125 bình nhỏ nha. Đó, bình em giữ xe luôn. Đó. À, bô là em đã mở cổ móc thoáng vô xe, móc em ru à. Đó. Rồi test nhẹ lực máy để cho anh em tham khảo bài 54 full đi máy zin 54 nha. Đó, em đi quần toàn bộ đồ zin làm lên cho anh em và phần cái zin thì em đi zin lớn nha. Máy bao lực nha, nhất là có nha. Được ha, quá sướng nha, combo đi full 54 ha, quá đã. Anh em muốn làm có bên 54 Touring thì ghé bên độ xe Việt Nam. Bên em thì chuyên 54 Touring cho anh em đi chơi đi phượt ha, có nhận làm xe kiển cho anh em luôn nha. Rồi, chào anh em Rim. Rồi, test nhẹ cho anh em tham khảo bài 54 nha. Đó, bên em làm xe kiển ha, 54 nha. Đó, bao lực cho anh em, xe đẹp, máy êm ha. À, cái này thì em lên là mâm Rockin' Boy 2 đĩa nha. Máy thì em làm là máy 54 dên lớn ha. Đó, canh chỉnh xăng lửa ngọt ngào, đi mô sườn mới đê đồ chơi nha. Kéo thử vài đường để cho anh em cảm nhận con máy 54 luôn nha. Đó, nhẹ đó, nhẹ nhàng đứng gió nha, tha hồ cho anh em đi chơi đi phượt ha. Đó, kéo nhẹ cái đề ba để cho anh em tham khảo bài 54 nha. Đó, nhẹ nhẹ thôi ha. Anh em đi chơi đi phượt đường dài nha. Kéo rất sướng nha, con này thì em làm để đi phượt Đà Lạt, Nha Trang là thẳng tiến luôn. Đó, máy êm bơi. Em đi bơm rất lớn nha, cho nó mát máy ha. Đó. Đề ba nhẹ nhàng để cho anh em tham khảo con 54 luôn. Đó, êm nhẹ lên xe đẹp ha. Đó, xe này làm chơi thì rất sướng nha. Máy nhẹ, xe đẹp, chạy sướng nha ha.